Một trong những người Anh của Phó Tổng thống Mike Pence là ông Greg Pence sẽ ra tranh ghế dân biểu thuộc khu vực miền đông Indianapolis, nơi mà Phó Tổng thống từng làm thống đốc trong 12 năm. Theo đài truyền hình NBC News, ông Greg thành lập Ủy ban The Greg Pence for Congress Committee vào hôm thứ Hai. Là anh ruột của Phó Tổng thống, ông Greg có cơ may giành chiến thắng tại khu vực nơi có số người Cộng hòa chiếm đa số. Tên tuổi ông Greg được nhiều người biết đến khi đang làm chủ một cơ hiệu kinh doanh đồ cổ trong khu vực, và lại có diện mạo giống gần như y hệt với Thó Tổng thống. Một nhà gây quỹ quan trọng của đảng Cộng hòa và cũng là tay môi giới chính trị ở Indiana nói rằng ông Trish sẽ là một ứng cử viên lý tưởng.